Các bác nào đang chạy xe gầm thấp mà muốn lên xe gầm cao với ngân sách dưới 2 tỷ thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn rất là sáng giá. Chiếc xe mà ngày hôm nay em Nghĩa Việt Nhật chào bán với các bác đó là Toyota Prado nhá, 2.7 nhập Nhật, sản xuất và đăng ký lần đầu 2016, đã chạy được 7,7 vạn km rồi, biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì hiện tại bây giờ bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 786 triệu đồng và có thương lượng hỗ trợ trả góp cho các bác được khoảng 60% giá trị xe. Prado này thì là một chiếc SUV gầm cao hạng khá là sang của Toyota rồi. Mức giá mới trong hãng nó rơi vào khoảng 2 tỷ 430 triệu chưa đăng ký. Nếu mà đăng ký xong rơi khoảng tầm 2 tỷ 9. Có nghĩa là các bác sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 khi mà mình mua cái mẫu xe như thế này. Thực ra Prado nó bền lắm, nó lành nhất ở trong cái phân khúc xe SUV 7 chỗ này luôn. Đối thủ chính của Prado ở Việt Nam ấy thì mình có cái Ford Explorer. Explorer thì nhập Mỹ lái sướng, động cơ bé hơn nhưng công suất tốt hơn. Prado thì rất lành, gần như không hỏng hóc cái gì cả. Khả năng càn lướt địa hình rất thích. Xe nó không quá bốc nhưng mà mô men xoắn và các yếu tố kỹ thuật của Prado thì từ trước đến giờ vẫn được đánh giá rất cao. Một chiếc xe có thể nói là lành, rộng, cách âm tốt, đa địa hình, option vừa đủ, an toàn tốt, cực kỳ bền bỉ và dễ vận hành. Chỉ có duy nhất một lý do là nó hơi ít option so với tầm tiền, vậy thôi. Còn chúng ta không chê được gì ở Prado cả. Ở trên Prado này thì anh em sẽ có cái gì? Đầu tiên ấy là khoảng sáng gầm cũng sắp vô địch rồi nhỉ. Gầm như thế này thì không bao giờ phải lăn tăn những cái khoản như là leo đèo dốc linh tinh gì cả. Đấy. Ở phía trên mình sẽ có một cái mặt ca lăng với 5 cái thanh rất to như này, cũng bằng bàn tay luôn. Nhìn sướng mắt lắm. Đèn halogen, đèn LED ban ngày có đầy đủ hết rồi. Đấy, phiên bản mới 2016 form mới này là mình có cái 4 cái bóng đèn LED ban ngày rồi. Nằm dưới nắp máy này thì mình sẽ có một khối động cơ 2.7 lít nhá, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ăn uống đâu đó nó rơi khoảng tầm 16 lít cho 100 km, không ít đâu, nhưng mà đi nó sướng. Đấy. Nhà bác nào thật ra nếu mà mẫu xe như này, nếu bác nào quan tâm đến vấn đề nhiên liệu thì nó không phải là sự lựa chọn tốt. Còn nếu bác nào chấp nhận được thì sẽ là một chiếc xe rất tuyệt vời luôn. Bộ la răng này, lốp Bridgestone, la răng 18 inch nhá. Đấy. Cũng đơn giản, không cầu kỳ. Toyota là thế mà. Bậc dẫm này, nguyên bản theo xe, tay nắm cửa đầy đủ, gương chiếu hậu chỉnh điện cụm nhận chữ A trên gương. Đây các bác nhìn chủ đây. Đấy, chơi thế này cho chắc cú đúng không? Khỏi sợ có bị vặt viếc gì cả. Cốp nhá. Đây, cốp của Prado ấy thì các bác sẽ mở ngang như này, chứ nó không phải là mở lên. Ủa, nhìn nó rộng. Đây chính là cái khoang, toàn bộ khoang để đồ khi mà các bác gập cái hàng ghế thứ ba. Còn nếu mà mình dựng nó lên ấy thì nó sẽ như thế này. Đấy. Dựng hết lên nhá. Đấy, hàng ghế thứ ba thì các bác sẽ như này, ngồi dưới 1m7 thì vẫn dưới 1m75 vẫn rất là thoải mái luôn. Gập xuống sàn rất đơn giản. Đấy. Rộng dài không ạ? Toàn bộ nội thất màu đen hết nhá. Đây em mời các bác vào trong khoang nội thất đi để xem trực tiếp. Rất rộng rồi, chả có gì phải lăn tăn phàn nàn cả. Ghế da vẫn còn rất mới nhá, da nguyên bản theo xe đấy, vẫn còn rất mới luôn. Nói chung ở đây một chiếc xe khá là chất, chủ đi cũng giữ. Điều hòa tự động này, ba dàn lạnh, ba vùng độc lập đầy đủ hết. Cổng cắm 12V, kệ tỉ tay, cửa gió, trần nó cao. Nói chung là đi xe SUV phải sướng. Bác đi xe SUV to xong chắc là không muốn đi xe sedan đâu đúng không? Rất nhiều người nói với em như vậy. Ở đây nhá, option của Prado thì nó đơn giản thôi. Đây, ghế điện, không có nhớ ghế nhớ vị trí gì cả. Vô lăng vẫn chỉnh cơ nhá. Đây, cái này hơi tù này. Cho đến tận bây giờ ấy thì Prado vẫn chưa có chìa khóa thông minh thôi. Thì đừng nói là 2016. Vô lăng trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ. Mình đi ở phố thì nó nhẹ, mà đi cao tốc thì nó sẽ nặng và nó đầm tay. Đây, vô lăng bọc da, ba chấu hết nhá. Km zin các bác này, 7.7 vạn. Đó. Một số các option khác này, thì đây ví dụ như là mình sẽ có cái đầu DVD khoảng 6.2 inch. Đấy, loa quanh xe, 6 loa, điều hòa tự động, 2 dàn lạnh, 3 vùng độc lập.
chế độ gài cầu, gài điện. Đấy. Số 6 cấp nhá. Đây các bác sẽ có một cái hộp lạnh để đồ, để nước rất là thuận tiện luôn. Đấy. Em cũng đang để thử mấy chai nước trong này. Chỉ thích nhất cái là nhìn nó to cao. Đóng cửa rồi, đóng cửa phập 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 luôn. Về tính năng an toàn trên mẫu Prado này thì các bác sẽ có phanh ABS này, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ gầy hông dốc, hỗ trợ đổ đèo, có 7 túi khí quanh xe nhá. Khá là đầy đủ rồi. 1.786.000. Nếu bác nào có nhu cầu tìm kiếm mẫu xe như thế này thì mời ghé qua Vietjet Auto số 89 Trần Thái Tông trực tiếp xem xe và cùng bàn bạc về mức giá. Cảm ơn bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.